gì à? Rồi, hút vô, hút vô. Quăng 5% à. Ui. Ui. What? Dính luôn kìa. Rồi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ. Hôm nay mình lại tiếp tục với series sinh tồn trong phần chơi Bonewer. Và ở tập trước đó các bạn, thì mình có lai tạo được cái con chim lửa này nè. Nhưng mà mình chưa đủ level. Đài nó đây nè. Mình lai tạo được hai con luôn á. Mình để ở nhà một con để cho nó nấu mấy cái lò nung đồ các kiểu á. Và để chế tạo được yên cửi cho nó thì mình đã lên level được 38 rồi. Mình có thể học công thức và chế tạo được yên cửi của em nó. Đây. Yên cửi của nó thì cần có cái 30 cục sắt xịn nữa mới được. Cục sắt xịn thì vào đi làm mình phải học cái lò luyện xịn hơn. Lò luyện xịn thì mình cũng đã học rồi, mình thấy nó trong này nè. Đây. Cái này lò cải tiến nha, mình cần có xi măng. Xi măng thì ở phía bên đây. Đây đang được chơi nè. Có đúng được 30 cái luôn à. Vừa đủ y luôn á chứ. Bây giờ mình chắc đập bỏ mấy cái lò cũ quá. À. Mấy cái lò cũ này bây giờ thì đã đến lúc đập bỏ rồi đó. Thay thế bằng cái lò mới vô liền. Ê rồi. Đó, Anubis của mình nó qua nó gõ thì thôi. Rất là nhanh luôn á. Đó. Ok. Công thức trong này thì còn có than nữa hả? Ừ, than thì bây giờ phải làm một chuyến qua bên chỗ sa mạc để mình đào thêm rồi. Mình sẽ đem theo thêm một cái con Anubis theo ăn. Lấy theo con Anubis nghệ nhân hay là con này đi. Đem theo thay thế cho con này một cái. Để bển nó đào phụ cho mình cho nhanh hơn. Rồi, dịch chuyển một phát qua chỗ này đi. Sau đó mình xuống chỗ con boss Anubis ăn. Bên sa mạc này là nó có mấy cái quặng á. Sử dụng con rồng của mình đây. Bài xuống phía bên dưới ăn. Hướng phía bên đây. Ok. Mình bay lên cao cao ăn. Tận dụng cái khả năng bay của con này nè. Bay lên cao thật là cao. Rồi bay tới. Khi mà nó hết stamina đó là mình sẽ bấm F ra phía bên ngoài để bắt đầu mình lượn xuống dưới. Nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều luôn á. Cố mình đi tới một đoạn ăn. Cho nó kiệt sức luôn cái. Nó đầu đỏ gần kiệt sức cái bắt đầu ép rằng cái. Đó, mình lại tiếp tục sử dụng cái con này là mình có thể lướt xuống phía bên dưới nè. Chỗ này hình như là có quặng nè. Nhưng mà hình như quặng sắt không á. Có cả xung phua dưới này nè. Xung phua, dưới này thì xung phua nhiều lắm. Mình thì đang cần có than. Bên kia mình có trứng à. Ồ, thấy có trứng rồi đó. Rồi cướp tấn công nữa hả? Thôi, đừng tấn công. Chưa có tìm được quặng than nhưng mà mình thấy trên này có cái trứng cho nên là cố lên mình hút cái trứng luôn à. Hấp cái trứng à. Đó, trứng lửa cái thước lớn à. Ờ, trứng này là trứng xanh thôi. Chứ không phải hụt dạng hiếm à. Trứng của Anubis là trứng hụt dạng hiếm luôn á. Và đây là than đây rồi. Tới rồi. Né mấy con gà nó đang. Mấy con gà khủng bố đó nguy hiểm lắm. Mình sẽ chuyển sang Anubis để quăng ra phía bên ngoài cho nó đào giúp mình. Mình gánh tay mình lên mình lụm cái này một phát. Rồi, lại đào phụ em nó luôn một cái. Có đạn đó nè. Lụm luôn. Hôm nay mình cũng chế tạo cho mình cái súng lục rồi các bạn. Vừa sử dụng cây nỏ kết hợp với súng lục luôn không. Súng lục mà hết đạn là mình sẽ chuyển sang mình sử dụng tới cây nỏ phòng hờ liền. Dưới kia tụi nó chiến đấu dữ quá vậy. Mình thì cứ ung dung ở trên này thôi, kệ tụi nó đi. Có một mớ than liền. À, ở đây mình có thể đặt được thêm một cái bàn mới nữa đó. Để coi mình có đủ nguyên liệu không. Đây cái chạm mới nè. Ờ, thiếu mấy cục đá nữa. Thiếu mấy cục đá nữa. Cục đá bây giờ thì tìm gần chỗ này có cục đá nào. Chứ này mình thấy có cục đá nè. Lụm được nè. Rồi có mấy quả cầu nữa hả? Lụm luôn. Rồi cần có thêm gì nữa không? Thêm một cục đá nữa với là một cục bon nữa. Cục bon đó thì hên xui lắm. À đây có cục đá nữa nè. Vậy là coi như là đá mình đã đủ không? Chỉ thiếu cục bon nữa thôi. Bon đó thì đi trên đường cũng hên xui lắm. Thấy xanh xanh là nó đó. Đá đây nữa nè. Trong này thì là cục crystal rồi.
Này là linh hồn nhỏ. Vậy phải làm một chuyến ra ngoài bờ biển á. Ngoài bờ biển thì tỷ lệ xuất hiện mấy cái quặng bon nhiều hơn á. Mình làm một cái căn cứ ở đây luôn các bạn, để mỗi lần mình dịch chuyển qua phía bên đây nó tiện hơn á. Với lại làm thêm một căn cứ phụ ở phía bên đây để cho tụi nó pha mấy cái than này nè. Sắp tới thì mình cần có rất là nhiều mấy cái than này để mình có thể chế tạo được sắt xịn nữa. Nhà của mình là farm quặng sắt rồi, bên đây thêm than nữa là đẹp. Ok lắm. Mình sử dụng con thu đi. Mình ra ngoài bờ biển cái lướt một phát à. Có cục nào đó nó xanh xanh lên không? À đây đây đây, có một cục luôn này, ngon. Trời ơi, đúng thứ mình cần luôn. Lướt vô, lướt vô, lướt vô. Đặt một cái bàn ở đây để mình tele về nhà luôn không? Để một con bon của mình ở đây cũng được. Xuống 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 xuống. Ở để chỗ này luôn đi. Dướng quá vậy. Đó. Cho con đệ kia mình ra nó xây phụ. Ui xong luôn kìa. Trời ơi. Này để nó đây luôn đi ăn. Đó. Mình cần phải làm cái giường cho nó nữa. Ở đây cũng phải set up như một cái căn cứ gì đó. Giường thì cần có chất xơ nữa ăn. Chất xơ thì mình có thể cào được cái cây này cũng có. Chuyển sang cây rìu ha. Thành lập tạm ở căn cứ đây cho nó có chỗ để nó ngủ luôn. Ok. Đây, ngủ tạm đây nha cưng. Làm thêm một cái rương cho nó nữa. Rương thường thôi. Cục đá nữa hả? Vậy là đã đủ rồi đó. Anubis kia thì mình sẽ cho nó lên trở lại đi. Cái này mình còn dư một con nữa nè. Cho vô luôn đi, hai con luôn đi. Vậy là phải làm thêm một cái giường nữa rồi. Ở đây vậy là sẽ bị thiếu thiếu giường nè. Ở hai con ngủ chung luôn. Cái gì vậy, chiến đấu dữ vậy? À, mấy con nổ nổ dữ hả? Chỗ này hơi bị nguy hiểm không? Tụi nó biết đường chạy lên không vậy? Ồ, biết đường chạy lên luôn kìa. Hay dữ không? Và mình sẽ hơn râm hết cái mớ than đây đi. Đem về là đẹp. Đó, vậy là mình đã có thêm một căn cứ mới. Bây giờ thì về với lại căn cứ cũ của mình. Căn cứ chính nè. Bên đó là căn cứ tạm thôi. Đó, về đây là mình có thể nấu được rồi. Ở trong này maximum luôn, 100 mấy hả, ngon. Con chim lửa này của mình thì sẽ giúp cho mình đó, nó phụt lửa ăn. Chim lửa này thì cái lửa của nó level 3 lận, cho nên nó farm nó đốt đồ thì cũng ngon hơn, bắt đầu tăng lên. Mình thì mình cần có bao nhiêu cục đây, cần có 30 cục hả? Chà, vậy là phải chờ đợi hơi lâu rồi. Thôi thì mình sẽ quay lại với lại con boss này của mình vô đội hình cái. Hiện tại bây giờ thì cho con nào vô chỗ này đây giờ. Đang còn dư một slot á. Con này không ngon, con này chủ yếu là để lụm đồ thôi. Cho nó lụm đồ đi. Đang có quá trời sắt mà lụm không kịp nè. Cho vô lụm đồ. Mình đó thì trong lúc mình đi luyện cấp đó các bạn, mình qua phía bên đây nè, núi lửa nè. Mình thấy có nhiều chỗ, nhiều con sinh vật hay lắm. Nhưng mà mình chưa có bắt. Mình để lại. Mình bắt cùng với các bạn cho nó hấp dẫn hơn ăn. Mình thấy có một cái con giống giống kiểu con rùa mà nó hệ lửa đó. Nhìn hay lắm. Mình qua đây cái mình đánh, mình luyện cấp, mình làm tùm lum hết luôn á. Bên đây cũng có mấy con chim nữa nè. Mấy con đó là ở tập trước mình bắt để mình like á. Ôi, dưới này có con gì nữa nè. Ôi, con này lạ nha. Ờ, con pháp sư lửa à. Pháp sư lửa này thì cho con rồng mình đánh luôn á. Pháp sư lửa lấy cái súng ra. Đây là súng lục nè. Đúng rồi, ôi, đất cưng ơi. Súng lục bắn đã lắm, bắn rất là nhanh luôn á. Rồi hút vô, hút vô, hút vô. Ui, quả cầu này cùi quá. Đây đây. Sau lưng thì con kia không thấy mình. 37%. Dính luôn không? Dính luôn hả? Thôi, tưởng đâu dính luôn chứ. 40 quả cầu. Ây da. Không được, không được. 37, 37, 37. 37 mà căng quá. Nó dãy dụa dữ lắm luôn á. Ở đây con gì nó chạy nhanh dữ hả?
nó bắn mình á. Dính rồi, dính rồi. Ui, chỉ số vàng cơ bắp. Ba chỉ số, bốn chỉ số luôn á. Nhưng được cái một chỉ số vàng. Ok, ngon. Ngay con đầu tiên thôi là thấy ngon rồi đó. Ok, xong. Hồi nãy mình thấy có con gì nhỏ nhỏ bên đây nó chạy nè. Con này mình bắn được. Con này yếu mà. Đi một phát nữa. 70 mấy phần trăm. Làm sao mà dãy được nữa. Ok. Vàng không? Cách nhiệt hả? Thân cách nhiệt. Đây con đó nè. Bắn luôn, bắn luôn. Dính luôn nè. 91% á. Ngoài này thì một nồi luôn á. Ok, chỉ số vàng. Trời ơi, không vàng á. Nếu mà con này mình sử dụng cái quả cầu cùi cùi hơn chút xíu. Nhưng quả cầu vàng này nè. Bắt thử ăn. Ủa chết luôn rồi, trời ơi. Tay bị lố tay. Nhẹ nhẹ thôi, đây. Được 41%. Dính không đây. Dãy dụa, bên kia mình thấy có một trứng nữa rồi. Lụm xong con này cái là lên đường. Chạy đi đâu nữa cưng ơi. Đừng chống cự nữa. Thấy rồi. Ây rồi, dính rồi, dính rồi, dính rồi. Trời, kiêu ngạo nữa. Không có chỉ số vàng cho mình á. Còn chỉ số trắng không à. Lụm được hai cái trứng. À mà kích thước. Trứng này trứng màu xanh thôi à. Không phải hộp vàng hàng hiếm á. Ở dưới này mình thấy có thêm một cái trứng nữa nè. Đây, xuống lụm luôn. Trứng này có phải toàn trứng cùi không á. Có thêm mấy con chim đồ. Ở dưới này mình tìm thấy được mấy con này nhìn cute lắm nè. Level 30 thôi à. Con này mình sẽ sử dụng nỏ để mình bắn nhẹ nhẹ nó. Sợ nó chết. Cho nên nhẹ tay với nó thôi. Con này chắc là quả bóng vàng là được rồi. Quăng thử một cái thôi. 20 mấy phần trăm mà. Con này chắc phải sử dụng súng thôi. Đó. Dứt luôn con này một cái. Bắt hai con cùng một lúc luôn. Xem con nào sẽ dính trước đây. Chống cự dữ quá chắc phải sử dụng tới màu đỏ thôi. Dính một con rồi kìa. Con này thì quả bóng đỏ mà không dính nữa thì... Đây rồi, dính. Phải dính chứ. Vàng không? Trời ơi. Không có chỉ số vàng á. Dưới này mấy con hồi nãy. Ơ có chỉ số vàng kìa. À nó chưa kịp hiện lên. Và à đây 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 đây. Dưới này đây rồi. Đây đây cái con mình nói nè các bạn. Con giống như con rùa lửa nè. Ờ ngoài bờ biển cũng có đó. Trong này mấy con pháp sư. Thằng cái hai đạn cái ăn. Lùa lùa nó vô trong bờ đi. Cho con rồng của mình nó đánh nè. Bắn súng nổi đam gì đâu không hả. Đó. Tay nó bắn nó cái kiểu đi cưng. Mình đang có 34 cái. Phun lửa nè. Ôi mình bắn cũng được chứ. Nhưng mà mình sắp hết đạn rồi. Thôi thôi được rồi được rồi. Dính không? 20-25%. Phân thêm một cái nữa. Hai đạn cho cây nổ mà nó bắn thêm một phát nó sợ chết đó chứ. Ờ dính rồi. Đại rồi chỉ số vàng. Ờ không có chỉ số vàng á. Trời ơi. Xa quá vậy chúng không? Xa quá vậy chắc phải sử dụng tới súng rồi. Đó dính liền dính liền. Kéo nó vô trong này mình sẽ cố bắt thêm một con nữa. Hy vọng mà sẽ có chỉ số vàng đem về sử dụng cho nó xịn xịn nha. Xấy nó xấy nó. Dính nè. Né nè. Hai hit gần nửa cây nha. Đó. Mình thấy có chiêu lửa này của nó ngon nè. Nổ ra nè. Rồi bây giờ thì bắn súng rồi. Rồi lắm. 30% luôn. Đây rồi. Trời dậy. Hút. Nó tính quăng cục đá cho mình. Rồi dính rồi. Lẫm. Giang. Trời ơi màu trắng nữa chứ.
Mình bắt được có hai con ở bạn, tìm thêm nữa mà không có, cho nên mình quyết định là quay trở về với căn cứ một cái ăn. Xem coi cái phần sắc xịn của mình nó nấu tới đâu rồi. Nãy giờ đi lòng vòng bên đó cũng hơi bị lâu. Mà mấy con đệ của mình thì đang bị đói. Cho nó ăn vô một cái. Rồi được đó. Bên đây thì ui, bốn mấy cục rồi nè. Ngon luôn. Vậy là mình đủ để có thể chế tạo được cái yên cửa cho con chim lửa nè. Đó, sẵn mình sẽ sử dụng con chim lửa ăn để quay trở lại với núi lửa. Đi tìm bằng con đó luôn xem coi nhanh cỡ nào. Và hồi nãy bắt được hai con, mấy con đệ mới nè. Con này không có chỉ số gì xịn hết. Con này được cái là có thêm chỉ số bonus thêm, lấy ra luôn. Với lại con này nè. Đấy, coi coi nó có công dụng gì đây. Con này hơi lửa, lửa cấp 1 à. Ồ, lửa cùi quá. Con này thì lửa cấp mấy đây? Được cái chỉ số nè. Con này thì có nhiều công dụng hơn. Có con pháp sư lửa hồi nãy mình thấy có chiêu trưởng trưởng thấy hấp dẫn á. Đây nè, pháp sư lửa nè. Mấy con này mình sẽ để lại đây anh. Để dành sau này mình sử dụng nó like thôi. Còn nó like ra được con gì mình để dành lại mình sử dụng. Còn con pháp sư lửa này thì cơ bắp à. Tốc độ làm việc bị trừ đi nè. Con này lửa 2. Vũ công 3 luôn hả? Có cái này thì bị trừ đi anh. Vậy con này không thể làm việc được rồi. Con này chỉ để chiến đấu được thôi. Phía bên này thì yên cửi đang chế. Trong lúc đó thì mình sẽ sử dụng cái này đi. Qua bên chỗ vùng đất của mấy con lá đó. Đem lửa đi đánh lá là hợp lý nhất anh. Mình sẽ cho con pháp sư lửa của mình xuống phía bên dưới để chiến đấu. Đúng rồi, lốc xoáy. Nó chạy luôn hả? Bắn cho nó một cái để nó quay lại thôi. Ba cục lửa anh. Lốc xoáy lửa với lại chiêu ba cục lửa. Còn là liên quan lửa nữa anh. Đó là ba chiêu của nó có được của con này nè. Con này tấn công cộng 30% nữa cho nên rất là mạnh luôn á. Con này chủ yếu là để chiến đấu ha, chứ còn khả năng làm việc của nó thì bị trừ đi rất là nhiều, 50% lận. Đây lốc xoáy lửa nè, bắn cho một cái giữ chân nó lại liền cho con kia nó xoáy đây rồi. Có yên cưỡi, mình sẽ thử con này một cái. Đi qua bên chỗ bên đây đây, vùng đất lá đi. Vùng đất có mấy con hệ lá, thử con chim lửa cái. Cho chim lửa ra phía bên ngoài nè. Đó. Ui đi nhanh hả? Ui. Đánh thường thôi. À liên quan lửa đó không? Hơi thở lửa. Ui, một phát một chết luôn. Còn chim C gì đây? Ui. Lốc xoáy còn lướt tới ăn. Ngoài ra thì nó có chiêu gì khác nữa không? Phun lửa đốt cháy nè, lướt đi và lửa đúng không? Hơi thở pháo, này giống shotgun đúng không? Nếu mà mình đổi chiêu á là mình phải cất nó vô sau đó lấy nó ra trở lại. Pháo nè. À bắn vậy thôi hả? Bắn từ cục từ cục từ cục ra. Còn hơi thở nè. Hơi thở lửa này là phun lửa. Còn chiêu đánh thường này là sẽ là bắn lửa. À, chưa mở khóa yên cưỡi ha. À con này có thể yên cưỡi được luôn. Lên vào bao nhiêu đây? À đây nè, đây nè. Ui công thức nó chế tạo được luôn á. Dễ 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 á. Nhưng mà bây giờ mình sẽ cho nó đánh thử cái đi ăn. Đánh thử trước khi mà mình chế tạo yên cưỡi cho em nó. Đây là mấy con hệ lá này là hợp lý nhất nè. Ui đó mình đánh nó mình thấy nó sử dụng chiêu này nè, mình thích nhất cái chiêu này của nó. Còn chiêu nào khác nữa không? Ui ui xin đi xin đi, ngon ngon ngon, mình phải bắt con nó được. Đây mình xử hết mấy con này đi. Đây con này nè, quăng luôn á thì tỷ lệ có 2% thôi à. Có con đệ của mình vô một cái, con này ngon nè, bắt luôn 10% nè. Dính luôn kìa. Wow, may mắn. Ui ngon, có chỉ số may mắn luôn. Con bướm bướm ăn. Đang test thử sức mạnh con này, thấy con Shiny bắt luôn. Phun lửa nè. Chỉ phun lửa giống con phượng hoàng lửa, giống con chim lửa của mình á. Còn cái chiêu này là đập nổ bùm một phát. Vậy có hai chiêu rồi đó, thấy được hai chiêu. Chiêu thứ ba là chiêu gì đây? À quăng đá.
Quăng đá với phun lửa với lại nổ. Nổ thì chắc là đang cooldown rồi. Con này có thể cưỡi được nữa anh. Cho nên sẽ đi về cái mình sẽ làm cái yên cưỡi cho em nó luôn để mình cưỡi nó cho dễ. Hồi nãy thì mình bắt được cái con Tiny thì đây đây. May mắn anh. Chỉ số may mắn này thì coi coi có cộng cho mình gì ngon không? Chỉ số may mắn này. Ủa tốc độ làm việc sức tấn công nữa anh. Chỉ số này ngon nè. Để giành like được. Ok. Làm phôi ăn ngon á chứ. Con này lửa đem ra và yên cưỡi nó thì mình học rồi cho nên là mình có thể cái này đúng không, phải không vậy, coi chừng chế tạo lộn á. Đúng rồi nó đó dứt. Wow, ui xí đang bị đói à, tưởng đâu chế tạo nửa chừng bỏ đi chứ. Vậy là có chim lửa, có pháp sư lửa, có thêm con rùa lửa này nữa. Rùa lửa này mình vuốt ve nó thử một cái thôi. À, rùa lửa này có thể farm được nữa hả? À đào cấp độ 3 luôn nè. Vừa đốt được luôn. Ôi level 3 hết luôn á. Con này để farm sắt được luôn nữa hơn. Và yên cưỡi xong rồi nè. Lên cưỡi thử đi. À, đánh thường nè. Nổ hoài. Nổ xung quanh mấy cục meter bên kia luôn. Chịu e này là phun lửa đúng không? Đúng rồi nè, phun lửa nè. Còn chiêu C là đá. Đó, 600 đam. Chiêu này mà đi xuống phía bên bên dưới này nè. Ăn hiếp mấy con nhỏ nhỏ chứ bên dưới này mới đã nè. Bèo lên cưỡi là đi nhanh không? À, con này đi hơi chậm không? Mấy con kia thì bỏ chạy hết rồi. Phun lửa tới không? Xa quá. Pháo đá, pháo đá. Ôi hụt luôn. Con này thì nó là lửa với đá đi chung á, cho nên nó có thể đào được cả mỏ cho mình luôn nữa. Mỗi tội đi hơi chậm thôi. Hoài phun như mấy con hệ lá là toàn chí mạng hết luôn. Con này chắc để làm việc cho mình hợp lý hơn chứ. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên chỗ núi lửa đây. Bên chỗ núi lửa lần lần này bây giờ có con chim lửa này rồi. Thay thế cho con chim cùi của mình là được á. Chim cùi chắc để nhà. Ở chim cùi mình để nhà rồi. Giờ sử dụng tới tàu con rồng á. Con này thì bay nhanh hơn hẳn nè. Đó. Xem có con rùa nào dưới này không. Ủa mình nghe tiếng phát sáng đâu. Nghe tiếng của Shinny. Đâu vậy? Ồ, đây 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 đây. Chết bấm lộn chiêu, bấm lộn chiêu. Rồi đây 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 đây. Wow, 40 mấy luôn hả? Đủ sức bắt không đây? Cho con này đánh thử đi. Ui đánh không xi nhê hết vậy. Không được, mình sẽ cho con rồng của mình ra. Ủa con rồng mình bỏ nhà rồi. Chết không. Đang bị đói nữa. Đang bị đói, đang bị đói. Ôi con này ngon á chứ. Núp núp ở trong này luôn rồi. Ủa nó bự kìa. Giống như con hồi nãy mình bắt nè, nhưng mà nó là thuộc dạng là phiên bản Tiny phát sáng lên đăng. Đây, giật cho một cái. Được, 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 đánh vẫn được. Súng của mình thì bây giờ còn mấy viên đạn thôi à. Bắn phụ nó. Hết đạn rồi đó. Rồi phun lửa một đam. Được bao nhiêu rồi? 30% máu không? 40 mấy luôn à. Mình mới là vào ba mấy thôi à. Con này không biết quăng quả cầu thì được bao nhiêu phần trăm à. Mình còn 27 cái. Có bắt con này có chỉ số xịn không? Gần được 50% máu đó rồi. 0,12%. Trời ơi. Con nhắc phải kiếm con gì hay nước quá à. Đem vào đây đánh nó ổn hơn chứ. Nhưng mà lỡ rồi. Lỡ đang đánh nửa chừng rồi. Ui da. Hút vô, hút vô. Quăng 5% à. Ui. Ui. What? Dính luôn kìa. May mắn. À, mấy con Shiny này hình như là hiệu ứng là sẽ tự động may mắn ăn. Nhưng mà rất là hấu ăn luôn á.
À, giờ tới căn cứ. Bây giờ thì lấy em nói rằng cái đầy bắt được hai con luôn. Chà, 40 mấy lần hả? Hơi bị lố level với mình luôn rồi. Đây coi con này coi. Nó con này không phải để làm việc. Con này để ồ tăng tốc độ làm việc luôn rồi chứ. Con này lửa có một phải không? Coi chắc để làm phôi thôi. Con này thì xuống mình cho con nước ra đánh thử ăn. Nước đánh chắc là vô đàm dữ lắm luôn á. Hy vọng là con này sẽ ra cho mình chỉ số vàng. Đó, vô chí mạng hết liền không. Một thêm hơi thở rồng nữa nè. Tấy cho một cái. Nổ à. Nước nè. Ôi chết luôn á. Bắt vô, bắt vô, bắt vô. Vừa đủ đam luôn không. Hên quá. Con chim kia nó tính qua đây đánh mình hay gì á. Giáp bị hỏng. Ôi ôi hư giáp luôn rồi. Quỷ Sydney hồi nãy nó cắn mình, nó phun lửa tùm lum tùm la hết à. Bộ giáp sắp đi luôn rồi và dính. Đà đây rồi. Trời ơi, da cứng à. Chống động đất thôi chứ không có, không có chỉ số vàng. Tiếp tục, tiếp tục. Rồi, có con rùa nào nữa không ạ? Trứng nữa nè, quá trời trứng. Chiến đấu, chiến đấu. Vào, gặp mấy con hệ lửa này là chơi nước là dính đam dữ lắm. Đại bắn nè. Ủa, chưa bắn được à? Đó, nước vô, ba bóng nước. Giáp bị hư rồi cho nên bây giờ mình phải đánh né chiều của nó. Không có đưa đầu cho nó tấn công được nữa. Đấy cho một cái. Bắn rồi, quá, đổ về. Chuyển sang quả cầu màu này chứ. Ôi lộn 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 lộn. Bấm lộn bấm lộn. Quy với e bấm lộn e. Có khi là dính luôn á chứ. Rồi luôn lụm luôn. Hoài có chiến lược. Ờ à, có chỉ số vàng, có chỉ số vàng được rồi đó. Rồi lên đường. Đi về đi về đi về thôi. Ủa trên này có một con nữa nè. Ây da. Có nữa thì sẵn tiện á. Sẵn tiện mình bắt luôn á. Ôi con lửa của mình sấy cũng đau ghê nè. Sấy một khúc máu luôn rồi. Kiếm lửa của mình đánh cũng được á chứ. Đang 0% mà. Rồi được rồi. Hút vô hút vô. Dính nè. 25%. Mình đang còn 21 cái. Ôi dính luôn. Á quân luôn. Ôi ôi. Á quân này để làm việc là ngon luôn á. Được. Cái thứ mình cần rồi. Để dành cho nó đốt không. Bên đây có mấy con cướp biển. À cướp lửa nè. Nữa nè. Thôi được rồi được rồi. Về đi. Được hai con có chỉ số vàng hết luôn rồi. Quá xịn sò. Con nó vừa đốt lửa được mà còn vừa để đào được mấy cục cục sắt ở đây nè. Hợp lý. Nó đâu rồi. Á quân đây nè. Đó. Cho nó xuống phía bên dưới là đẹp ăn. Đây thay thế cho con này nè. Đó vừa đốt lò được. Rồi con này chiến lược gì nè. Đây coi đây. Đây cổng gì đây. Tăng à tăng tăng phòng thủ của mình lên. Được chứ nó đi chung với mình cũng được. Rồi cái con gì hồi nãy con Shinny nãy mình cho nó ra phía ngoài có đẹp không ăn. Nãy chưa cho nó ra ngoài nè. Em nói đâu à. Đây đây. Wow. Nhìn cứu té vậy đâu nó bấm số bấm thử coi. Cho nó lại gần vuốt dê nó thử coi. Ồ, giáp của mình hơi bị hư chút xíu anh. Ngồi nổi đom đóm cái kiểu. Phía bên ngoài thì nó chỉ bự hơn thôi anh. Phiên bản quan giả thì nó kiểu như nó có phát sáng chứ còn nó trở thành đệ tử của mình thì nó nhìn nó bự hơn. Bự hơn so với con bình thường thôi. Giáp của mình bị hư nè. Sửa lại một cái. Sửa lại cây nỏ luôn. Tấn công cưng ơi. Nó có bao nhiêu chiêu à. Nó có. Ui nó có chiêu của rồng nữa nè. Nó hệ lửa nhưng mà cũng có chiêu của rồng nữa. Có 3 chiêu. Lửa thần với mũi tên. Bùm. Rồi pháo rồng nữa.
Em nó sẽ bắt đầu đào sắt cho mình đó anh. Vậy là hôm nay đó các bạn, mình bắt được con rùa lửa đó anh. Đã cuối cùng cũng đã cưỡi được cái con chim lửa này, bay rất là nhanh luôn á. Bắt được thêm hai con Sunny nữa. Vậy là rất rất là nhiều mấy con hệ lửa ở bên khu núi lửa anh. Sắp tới mình sẽ sử dụng nó đó các bạn, để kết hợp lại lai tạo ra những con thú mới nữa, để xem coi ra được những con gì nữa nha. Còn video của mình trong tập ngày hôm nay thì bây giờ cũng dài rồi các bạn, cho nên là mình cũng sẽ tạm dừng tại đây thôi. Nếu bạn cảm thấy hết những video của mình cũng như Sunny sinh tồn trong phần chơi Bonwell thì đừng quên cho mình xin một like phía dưới video để mình biết các bạn thích, mình làm tiếp các bạn cùng xem nha. Còn bây giờ thì bye bye.